Vâng ạ, và Kim Anh mong rằng trong thời gian tới, Thùy, Châu hay toàn thể cán bộ công nhân viên cũng như tất cả các bạn học viên đã và đang theo học Bảo Minh sẽ luôn tin tưởng và đồng hành để đưa Bảo Minh ngày một phát triển hơn nữa. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, với mong muốn nâng cao chất lượng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng của người dân Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đào tạo dược Bảo Minh là một trong những đơn vị đi đầu cho công tác đào tạo thực hành bán thuốc. Và đặc biệt với phương châm Bảo Minh nơi sản sinh những giá trị, công ty Bảo Minh sẽ mang đến những phương thức đào tạo tốt nhất, củng cố niềm tin của học viên, khách hàng dành cho các sản phẩm, dịch vụ mà công ty đã dày công nghiên cứu, phát triển để xứng với danh hiệu doanh nghiệp vì sức khỏe người Việt. Và thưa quý vị thân mến, đến đây chương trình gala với chủ đề Hội ngộ, chia sẻ và tri ân xin phép được tạm khép lại. Xin cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian và ngọc của mình đến tham dự chương trình. Và Kim Anh xin chúc cho quý vị sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị chương trình tiếp theo. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. I can go low.